Đứa con bất hiếu. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một người phụ nữ quá chồng, sống một mình. Tính tình bà hiền lành, chịu thương chịu khó, khắp xóm làng ai cũng quý mến. Trời nắng to rồi, về thôi bác Hơren ơi. Tôi còn phải vào rừng kiếm ít củi nữa mới xong, hai mẹ con cứ về trước đi. Bác làm vừa phải thôi, kẻo ngã bệnh ra đấy lại khổ. Hai mẹ con tôi về trước nha. Ước gì mình cũng có một đứa con như cô ấy. Có lẽ số trời đã định mình phải sống cô quạnh cả đời rồi. Sao lại đau đầu thế này chứ? Chắc mình bị say nắng rồi. Khát quá. Quả này thơm và ngọt quá, ăn vào thấy tỉnh cả người. Thôi chết, trời đã trưa thế này rồi sao? Phải về ngay thôi, chắc giờ ở nhà đám lợn gà đang kêu đói ầm ĩ cũng nên. Đúng là mình bị hoa mắt mà bị lạc sang cả khu rừng phía đông thế này. Mau về nhà thôi. Sau lần đi lạc ấy, người đàn bà quá thấy người mình khang khát, bụng bà cứ ngày một to dần. Đúng 12 mùa trăng sao, bà sinh được một bé gái rất kháu khỉnh. Dù nghèo khổ và bị dân làng bàn tán, nhưng bà vẫn chăm sóc cho đứa trẻ hết sức chu đáo. Đứa trẻ càng lớn càng xinh đẹp. Người đàn bà quá coi cô bé như báu vật, luôn chiều chuộng, nâng niu và không để con phải động tay làm bất cứ việc gì. Mẹ ơi, đàn gà làm sân bẩn hết cả rồi, để con quét sân giúp cho mẹ nhé. Thôi, lần sau con đừng động vào cái chổi quét nhà nữa, kéo lại bẩn hết quần áo. Để đấy mẹ quét được rồi. Mẹ vừa nấu xôi, vẫn còn nóng đấy, con vào nhà lấy xôi mà ăn. Vâng ạ. Mẹ ơi, con hộ mẹ cuốc đất nhé. Con đi vào gốc cây kia ngồi chơi đi, để đấy mẹ cuốc một mình được rồi, chài hết cả tay con bây giờ. Con cứ việc lớn lên khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi. Con không cần phải làm gì cả, mẹ chỉ có một mình con. Lỡ con bị say sát gì thì mẹ xót lắm, biết chưa? Con biết rồi ạ. Thời gian trôi đi, đứa trẻ năm nào giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lười biếng. Trên rẫy còn mấy luống ngô đã trổ bắp rồi, con đi bẻ giúp mẹ nha, kéo bọn chim lại ăn mất. Ngô cứng như thế thì làm sao con bẻ được, tay con sẽ chai hết đấy mẹ ạ. Hôm nay mẹ thấy mệt quá, không lên rẫy được rồi. Để mấy hôm nữa rẫy nhà chẳng còn ít ngô nào mất. Trời ơi, mấy hôm nữa mẹ khỏi, lúc đó mẹ đi bẻ ngô cũng có sao đâu, không có chim nào đến ăn đâu mà mẹ lo. Hơ Linh ơi, có mấy thằng thuốc mẹ để dưới bếp, còn đi sắc thuốc giúp cho mẹ, mẹ không dậy nổi nữa rồi. Con đâu có biết nhóm bếp đâu, lần trước con bị bỏng ngón tay, giờ còn chưa khỏi kìa mẹ. Vậy thì con chạy sang nhà cô Thảo, nhờ cô ấy sang giúp nghe con. Con không có đi đâu, cô Thảo hễ cứ thấy con là mắng con, nói này nói nọ, con không thích sang nhà ấy. Nhưng mẹ thấy mệt mỏi quá, không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được. Bao lần mẹ vẫn tự ốm tự khỏi rồi đấy thôi, giờ con phải xuống chợ mua vải rồi, con đi một lát rồi con về nha. Mẹ ơi. Trời ơi, cháu đi đâu cả ngày mà bây giờ mới về? Mẹ cháu mất rồi. Hả? Con nói gì vậy? Sáng nay mẹ cháu vẫn bình thường mà. Mẹ cháu ốm nặng tháng nay rồi, cháu không biết hả? Thuốc thì chưa sắc, nồi niêu cũng trống không à, không một hạt gạo. Cháu chăm sóc mẹ kiểu gì mà ra nông nổi này? Chị Hơren ơi, sao chị khổ thế? Cưng chiều con gái như cưng trứng mỏng, rồi bây giờ nó sống tệ bạc như thế này nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ. Mẹ ơi.
có mụn con gái mà suốt ngày lười biếng, bỏ mặc mẹ ốm đến chết, giờ con còn khóc lóc nói gì. Phải đấy, bất hiếu quá. Không còn mẹ nữa, cô gái không còn ai chăm sóc. Cô lê tấm thân gầy còm đi xin ăn hết nhà này đến nhà khác. Cô Thảo ơi, cháu đói quá, cô cho cháu xin một bát cơm với ạ. Cháu lớn rồi, tự lo mà kiếm ăn đi chứ, ai cho cháu ăn không mãi được. Cháu vẫn chưa biết xấu hổ vì sự lười biếng của mình hay sao? Tại cháu mà mẹ cháu mới mất như vậy đó. Đi xin ăn đến đâu, cô gái cũng bị người đời dè biểu, mỉa mai. Lúc bấy giờ, cô mới nhớ tới mẹ, mới thấm thía được hết sự vất vả của mẹ, và mới nhận ra mình đã sống ích kỷ thế nào khi bỏ mặc mẹ lúc bà ngã bệnh. Cô cảm thấy đau đớn và hối hận, nhưng đã quá muộn. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, mẹ tha lỗi cho con. Con đã sai rồi, con thật là một đứa con bất hiếu mà. Từ đêm đó, không ai gặp lại cô gái nữa. Chỉ thấy bên mộ bà mẹ mọc lên một cây lạ. Mỗi khi có ai đó vô tình đụng đến, cây chợt rùng mình, khép nép như cố né tránh. Người ta bảo đó là linh hồn của hời linh vương vất bên mộ mẹ. Người con gái cả đời phải hổ thẹn vì lỗi lầm của mình đã gây ra. Vì vậy, về sau, loài hoa đó có tên gọi là cây xấu hổ. Cây sáo thần bất tử. Truyền thuyết kể rằng Hằng Nga tạo ra một cây sáo làm từ gỗ cây thần để giải trừ sầu bi. Nàng ném cây sáo ấy đi để nó lưu lạc chốn nhân gian. Tương truyền rằng ai nghe được tiếng sáo ấy sẽ trẻ mãi không già, trường sinh bất lão. Thuốc này thì trường sinh cái gì chứ? Xin bệ hạ bớt giận. Ta không thể trông chờ vào y thuật của thầy thuốc, ta phải tìm cách khác. Bệ hạ, người còn nhớ lời đồn trong nhân gian về cây sáo thần bất tử của Hằng Nga không? Nhưng liệu cây sáo ấy có tồn tại thực sự trên đời không? Em muốn cả hai chúng ta đều trường sinh bất lão, bệ hạ phải tìm bằng được cây sáo ấy. Thôi nào, ta hứa sẽ tìm cây sáo ấy về cho nàng mà. Những năm ấy, con trai duy nhất của nhà vua là hoàng tử Lưu An cùng vợ mình là Tầm Nguyệt đi ngao du khắp chốn sơn thủy. Cha, ta cảm thấy nơi thiên nhiên này vui gấp ngàn lần trong cung điện của cha. Hình như bệ hạ đang đi tìm cây sáo thần bất tử của Hằng Nga tiên nữ. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của con người, ta nên chấp nhận cái chết giống như một phần cuộc đời của mình. Chàng nhìn kìa, có ánh sáng gì đó ở đằng kia kìa. Đây là, lẽ nào là sáo thần của tiên nữ Hằng Nga? Cây sáo thần bất tử này chỉ dành cho người thanh cao, không màng danh lợi. Này, ta trao lại nó cho hai người, hãy bảo vệ nó thật cẩn thận nhé. Lưu An, hãy giao nộp cây sáo ấy ra đây cho ta ngay. Hoàng tử, ngươi định độc chiếm bảo bối ấy thành của riêng mình sao? Ngươi không nghĩ tới sức khỏe của vua cha mình ngày một tàn lụi hay sao? Thưa cha, nếu cha cần, mỗi năm một lần con sẽ vào cung thổi cây sáo ấy cho người nghe. Ta cũng không cần gì nhiều hơn thế. Nhưng thưa bệ hạ. Bẩm bệ hạ, chúng thần tìm thấy trong nhà của hoàng tử Lưu An vật này. Đây chính là bùa yểm mệnh, thưa bệ hạ. Trời ơi, bệ hạ, hoàng tử Lưu An hắn không cho người giữ cây sáo bất tử là để đợi tới ngày ngài chết đi đấy. Người đâu, mau bao vây nhà hoàng tử Lưu An, ta phải nhốt nó vào ngục. Bẩm nương nương, con đã phải liều mạng để nhân lúc hỗn loạn trộm cây sáo này cho người. Làm tốt lắm, giờ hãy biến đi và đừng bao giờ quay lại. Giờ thì không ai có thể cản được tuổi xuân và nhan sắc vĩnh cửu của ta nữa. Tầm Nguyệt, nàng làm gì thế? Lúc này nàng còn bình tĩnh cầu nguyện được sao? Tầm Nguyệt à, lẽ nào Hằng Nga đã nghe được lời cầu nguyện của nàng?
vào bắt lấy chúng. Con thuyền của Hằng Nga đã đưa Lưu An và Tầm Nguyệt thoát khỏi sự truy đuổi của quan quân triều đình. Và kể từ đó, không ai còn nhìn thấy họ nữa. Có người nói họ đã được Hằng Nga đưa đến giấu ở một miền sơn cước an bình. Hỡi bá Hoàng Văn Võ, hôm nay quý phi Trần Kiều của ta sẽ có một khúc nhạc thần tiên từ cây sáo thần của nàng Hằng Nga gửi đến mọi người. Ai có cây sáo này trong tay sẽ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Hả? Ở trời ơi, sao tóc quý phi lại bạc trắng thế kia? Quý phi xinh đẹp của ta, chuyện gì xảy ra vậy? Em phải thổi thêm một khúc nữa. Trần Kiều, nhà ngươi tham lam, độc ác, dùng mọi mưu mô quỷ kế để chiếm đoạt cây sáo thần của ta, hãm hại cả hoàng tử Lưu An và người vợ hiền thục. Ngươi nghĩ mình sẽ có phép màu của cây sáo hay sao? Không đâu, cây sáo chỉ phục tùng người có tâm hồn đẹp đẽ, thanh cao. Còn ngươi, hãy sống quãng đời còn lại trong sự già cỗi đi. Lưu An của ta, Lưu An vô tội của ta, là chính ta đã hại đó sao? Bệ hạ, xin ngài thứ tội. Ngươi dám lợi dụng ta để hãm hại con trai ta sao? Người đâu mà bắt lấy Trần Kiều giam vào ngục tối suốt đời? Ta không muốn nhìn thấy ả nữa. Và kể từ đó, không ai đi tìm cây sáo thần bất tử nữa. Cây sáo đã bay về cùng Hằng Nga, trở lại đúng vị trí của nó. Còn kẻ ác độc nham hiểm cùng lòng tham vô đáy không thoát khỏi lưới trời đã bị trừng trị. Bữa cơm ngày xưa. Này, đố biết chồng chị Thùy trưởng phòng mình làm nghề gì á? Làm nghề gì? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Chắc cũng phải làm công việc gì hoành tráng chút chứ. Chị ấy vừa xinh lại vừa giỏi thế mà. Các bà sẽ sốc khi biết tin này. Sao? Hôm qua nhà tớ hỏng đường nước, gọi thợ đến sửa. Cậu biết là ai không? Này, đừng nói là chồng chị Thùy nha. Chính xác là vậy, tớ nhận ra ngay vì tớ đã nhiều lần nhìn thấy anh ấy đón chị Thùy mà. Trời ơi, chị ấy xinh đẹp giỏi giang như thế, sao lại lấy anh thợ sửa điện nước được chứ? Trời, đúng là không hiểu nổi. Em về rồi à? Đói lắm chưa? Ăn cơm thôi em. Vâng. Sao hôm nay anh nấu nhiều món thế? Hôm nay anh nhận lương thì phải cải thiện bữa ăn một chút chứ. À, có món tôm sốt me mà em thích đó. Em vừa mới lên trưởng phòng, có phải việc nặng quá không mà dạo này trông em vẻ mệt mỏi thế? Thì tất nhiên trách nhiệm cao hơn thì phải nhiều việc hơn rồi. Nhưng mà em phấn đấu lắm mới lên được vị trí đó, nên dù mệt thế nào cũng phải cố thôi. Ừ, vậy thì em ăn nhiều vào mới có sức làm việc được. Em ăn thêm tôm đi, hôm nay anh thêm nhiều sốt me hơn đó. Em xem có ngon hơn không? Anh đừng có gấp cho em nữa, em ngán món này đến tận cổ rồi. Dạo em đang bị chán ăn, chẳng thích món nào cả. Anh cứ nấu gì anh thích mà ăn thôi. Với lại dạo này công việc em đang dồn về nhiều quá, chắc nhiều hôm em phải về muộn. Anh cứ chủ động ăn trước đi nhé. Alo, dạ vâng, em biết rồi sếp, em sẽ đến ngay. Báo cáo gì mà bắt người ta đi giờ này? Sếp gì mà làm việc cũng phải có giờ giấc chứ. Em bảo sếp mà em đến đưa sớm đi. Anh nói vậy mà nghe được à? Em là trưởng phòng mà thoái thóa kiểu đó thì chẳng mấy mà bị giáng chức. Khi đó tiền đâu mà chi tiêu trong gia đình mình nữa chứ. Có anh đây nữa mà, anh sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Lương sửa điện nước của anh chỉ được 3 triệu là cùng, lo được cái gì chứ. Thôi em đi đây. Dạ sếp, báo cáo đây ạ. Em gửi sếp. Ừ, để đấy. Thùy ngồi xuống đi. Dự án vừa qua em làm tốt lắm. Dạ em cảm ơn sếp, đó là nhiệm vụ của em mà. Đợt vừa qua Thùy đã vì công ty thức đêm thức hôm, vất vả nhiều rồi. À, tôi biết nhà hàng năm sau mới mở, đồ ăn ngon lắm. Không biết tối ngày mai em có bận gì không? Tôi mời Thùy một bữa cơm, gọi là chút bù đắp được chứ? Dạ, không cần đâu sếp. Không được từ chối, từ chối là trái mệnh lệnh cấp trên đấy, biết không? Dạ vâng.
Thùy, em rất giỏi giang, lại vừa xinh đẹp. Quả thật chồng em quá may mắn. Những ngày sau đó, cay mắt quá. Những bữa cơm gia đình thưa thớt dần, thậm chí là hiếm hoi. Thùy quên đi sự hiện diện của người chồng. Cô bị choáng ngợp và bị cuốn vào cám dỗ của sự giàu có, lịch thiệp của người giám đốc cùng những bữa ăn sang trọng và xa xỉ. Và cho đến một ngày, Thùy đi đến quyết định ly hôn để lấy người mà theo cô là xứng đáng và mang lại hạnh phúc thực sự cho cô. Thế nào, em có thích căn hộ này không? Nếu chưa vừa ý thì để anh đổi căn khác. Thế này là quá tuyệt vời rồi, cảm ơn anh. Đợi một lúc thích hợp, chúng ta sẽ làm một đám cưới thật hoành tráng, để cả thế giới thấy em là người hạnh phúc nhất. Đến khi đó, anh sẽ đưa em về căn biệt thự của anh, cho em cai quản nơi đó. Còn bây giờ, em cứ ở tạm đây một thời gian, được không? Khi nào cũng được, em không vội, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. Từ hôm nay không cần phải đi làm gì cho mệt. Ở nhà nghỉ ngơi thư giãn hay đi shopping, em chờ anh làm về là được rồi. Ôi, thế sao mà được? Em đi làm quen rồi, em đi làm hỗ trợ anh cũng được mà. Anh không muốn thấy em vất vả, em phải nghe lời anh. Anh đã tuyển được người thay thế vị trí của em rồi. Vâng. Một thời gian sau, hy vọng mình sẽ làm thành công món tôm súp me này. Anh về rồi à? Sao muộn thế? Em chờ mà đói meo hết cả bụng rồi nè. Chết thật. Anh bận quá nên dặn em ăn trước. Hôm nay đối tác hẹn gặp đột ngột nên ra nhà hàng ăn tối và trao đổi công việc. Anh cũng hơi no rồi, em mau ra ăn đi. Không, no anh cũng phải ăn với em chứ. Em đã mất công chờ lâu như vậy rồi. Được rồi, nhưng anh ăn một chút thôi nha. Anh ăn thử món tôm súp me này đi. Món này ngày xưa em thích ăn lắm, em học mãi mới làm được đó. Sao anh, ngon không? Cũng được em, nhưng mà kiểu này anh ăn không quen lắm. Sao em không học làm kiểu sốt như nhà hàng người ta vẫn làm ấy? Vâng, em quên mất. Đây là món kiểu bình dân, chắc anh ăn không hợp. Anh ăn quen kiểu đồ Âu rồi mà. Vậy để mai em xem có lớp dạy nấu ăn kiểu Âu nào không. Em đi học rồi nấu cho anh ăn nhé. Thôi, không cần đồ em, anh ăn ngoài cũng tiện mà. Mà đợt này anh không về chỗ em thường xuyên được. Mẹ anh đang ở nhà nên anh phải về đó. Em cứ ăn tối nha, đừng đợi anh. Xem nào, thêm sốt chanh leo. Hôm nọ cô giáo bảo bao nhiêu muỗng? À, phải rồi, 5 muỗng. Anh yêu à, anh về đến đâu rồi? Cơm canh xong hết rồi đó, chỉ đợi mỗi anh về ăn thôi. Sao cơ? Đối tác nào thế? Sao lại đột xuất như vậy? Nhưng mà hôm nay em tự tay nấu nhiều món kiểu Âu mà anh thích. Anh không về sớm hơn một chút được sao? Lâu lắm rồi anh chưa đến chỗ em ăn cơm rồi mà. Em hay quá. Anh vì công việc vất vả chứ có muốn vậy đâu. Em đã không thông cảm cho anh còn trách gì chứ. Em được sung sướng an nhàn quá nên bày vẽ lắm chuyện quá đấy. Thôi vậy nha. Mình đã cố gắng để có bữa tối ấm cúng như các gia đình khác, nhưng tại sao lại khó tới vậy? Đây là cái gọi là hạnh phúc xứng đáng với mình đây sao? Đổi lại điều gì đây? Đằng sau sự hào nhoáng chỉ là sự trống trải và cô đơn. Có lẽ là cái giá mà tôi phải trả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.